Vâng, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin công nghệ ngày 26 tháng 5 của Đường Hội VTV. Hằng thì hôm nay đã bị một số vấn đề cho nên là không thể quay bản tin được, cho nên là mình sẽ thay Hằng làm cái bản tin hôm nay để gửi đến cho các bạn. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xem là bản tin hôm nay có những tin tức gì hot nhé. Rất có thể là mẫu iPhone mới sắp được cho ra mắt vào cuối năm nay sẽ không được trang bị cổng USB-C như thế hệ iPad Pro đã từng được cho ra mắt. Theo một nguồn tin rò rỉ đáng tin cậy thì iPhone 12 có thể sẽ không có cổng kết nối USB-C, thay vào đó sẽ giữ lại cổng Lightning cũ. Trước đó đã có nhiều báo cáo về việc iPhone 12 sẽ được thay thế cổng Lightning bằng cổng USB-C. Sau khi Apple đã từng làm điều đó cho những chiếc iPad Pro, với việc sử dụng USB-C, iPhone 12 sẽ trở nên tiện lợi hơn khá nhiều trong việc giúp máy sạc nhanh hơn, có thể dùng chung củ sạc với iPad Pro và có thể kết nối USB-C. Và các bộ kết nối USB-C hiện nay ngày càng trở nên phổ biến hơn. Tuy nhiên có vẻ như thay đổi đó sẽ không xảy ra trong năm nay. Mặc dù không tiết lộ lý do vì sao, nhưng theo nguồn tin rò rỉ này thì Apple sẽ không có ý định sử dụng cổng USB-C trên iPhone ngay cả trong những năm sau đó. Cũng theo nguồn tin này, iPhone 2021 với tên gọi là iPhone 13 sẽ sử dụng kết nối Smart Connector thay vào cho các cổng kết nối thông thường. Ý tưởng về một chiếc iPhone với Smart Connector không phải là mới. Trên thực tế đã từng có dự đoán là sẽ xuất hiện trên iPhone 8 nhưng chưa bao giờ trở thành sự thật. Kết nối Smart Connector đã được Apple sử dụng trên những chiếc iPad giúp truyền dữ liệu và điện năng qua các phụ kiện như bàn phím. Tuy nhiên, Smart Connector chưa từng được Apple sử dụng để thay thế cho các cổng kết nối thông thường như Lightning hay USB-C. Do đó, việc lần đầu tiên sử dụng Smart Connector trên iPhone 2021 sẽ là một dấu hỏi rất lớn. Samsung mới đây đã cho ra mắt thế hệ chip Exynos 880 mới với nhiều nâng cấp về AI cũng như là khả năng chơi game. Theo Sam Mobile, chipset Exynos 880 được tạo trên quy trình FinFET FET 8 nanomet, tiết kiệm điện năng từ Samsung. Nó có CPU 8 nhân 64 bit bao gồm hai lõi ARM Cortex A76 tốc độ 2 GHz và 6 lõi ARM Cortex A55 tốc độ là 1,8 GHz. Chipset tương thích với RAM LPDDR4X và bộ nhớ UFS 2.1. Bộ xử lý Exynos mới của Samsung sử dụng GPU ARM Mali G76 MP5. Hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm chơi game tốt hơn. Công ty Hàn Quốc cho biết rằng chipset mới hỗ trợ các công nghệ như là API chơi game tiên tiến để giảm thời gian và cung cấp tốc độ khung hình cao hơn. GPU cũng hỗ trợ màn hình có độ phân giải tối đa là Full HD Plus. Để chụp ảnh, Exynos 880 ISP hỗ trợ cảm biến camera tối đa 64 megapixel với thiết lập camera kép 20 megapixel và 20 megapixel. SoC này hỗ trợ quay video có chất lượng lên đến 4K và 30 frame một giây. Đồng thời nó cũng hỗ trợ giải mã video 4K. Về kết nối, Exynos 880 được tích hợp modem 5G hỗ trợ tốc độ tải xuống lên tới là 2,55 GB một giây và tốc độ tải lên tới 1,28 GB một giây. Tính năng kết nối kép kết hợp với mạng 5G và 4G LTE để cung cấp tốc độ tải xuống lên tới là 3,55 GB một giây và tốc độ tải lên là 1,38 GB một giây. Nó dường như là cùng một modem sử dụng với Exynos 980. Mới đây, Redmi đã cho ra mắt thế hệ tai nghe True Wireless mới với nhiều nâng cấp đáng kể về mặt chất lượng cũng như là âm thanh, nhưng mà giá bán vẫn được giữ nguyên so với thế hệ cũ. Dựa theo thiết kế và số model thì có vẻ như Redmi Earbuds S chính là chiếc tai nghe Redmi AirDots S được đổi thương hiệu. Tai nghe này sở hữu khá nhiều điểm nhấn ấn tượng như thời lượng pin lên đến 12 giờ, kháng nước chuẩn IPX4 và có giá bán khá hấp dẫn. Về thông số kỹ thuật, Redmi Earbuds S có thiết kế đẹp mắt và thời trang với vỏ hộp sạc nhỏ nên người dùng có thể dễ dàng bỏ vào túi quần. Tai nghe True Wireless mới của Redmi có thời lượng pin lên tới 12 giờ, tính luôn cả hộp sạc đi kèm và hỗ trợ chống mồ hôi cũng như là kháng nước nhẹ IPX4. Earbuds S cũng hỗ trợ cho các trợ lý ảo như là Google Assistant, Siri hay là CL AI. Và để kích hoạt cái này, bạn chỉ cần nhấn đúp trên tai nghe. Ngoài ra, Redmi Earbuds S còn hỗ trợ Bluetooth 5.0 với tốc độ đường truyền dữ liệu nhanh gấp đôi so với thế hệ trước. Tai nghe này còn được tích hợp một chế độ chơi game với độ trễ thấp mà người dùng có thể kích hoạt nó bằng cách nhấn 3 lần vào nút trên tai nghe. Mỗi bên tai nghe sẽ có pin là 43mAh cho thời lượng sử dụng là 4 giờ trong mỗi lần sạc. Earbuds S cũng có thiết kế nhỏ gọn với mỗi lần bên tai chỉ nặng là 4,1 gram. Mức giá được đưa ra cho sản phẩm này sẽ là gần 600.000 đồng. Mới đây, một số hình ảnh về thế hệ Xiaomi Mi Band mới đã được rò rỉ trên mạng. Trong đó, chúng ta có thể thấy điểm thay đổi lớn nhất là sẽ về thiết kế. Mới đây nhất, những hình ảnh thực tế của chiếc Xiaomi Mi Band 5 đã bất ngờ được đăng tải lên mạng. Mà nhờ đó, chúng ta đã có thêm những thông tin thú vị về thiết kế của chiếc Smart Band này. Theo trang GSM Arena, hình ảnh rò rỉ mới cho thấy chiếc Xiaomi Mi Band 5 có thiết kế lớn hơn khá nhiều so với lại người tiền nhiệm Mi Band 4 của nó. Ngoài ra, chiếc vòng đeo tay thông minh sắp tới của Xiaomi còn đi kèm với bộ sạc mới. Giờ đây có kiểu thiết kế plug-in.
Ngoài màn hình chính của Mi Band 5 dường như không có điểm khác biệt nhiều so với thế hệ trước, ngoại trừ màn hình của nó sẽ thiết kế phẳng hơn. Cũng có thể là do góc chụp của bức ảnh, nhưng có vẻ như màn hình đã bớt cong hơn so với lại thế hệ Mi Band 4. Về tính năng, các thông tin rò rỉ trước đây cho biết Mi Band 5 sẽ có màn hình là 1,2 inch, lớn hơn so với lại 0,95 inch trên thế hệ trước. Mặc dù màn hình lớn nhưng Mi Band 5 sẽ nhẹ hơn và có độ tương phản cao hơn. Việc sử dụng chiếc vòng đeo tay này dưới trời nắng sẽ là một việc dễ dàng. Ngoài ra, Mi Band 5 còn hỗ trợ kết nối NFC ở các thị trường bên ngoài Trung Quốc, giúp người dùng có thể sử dụng nó để thanh toán điện tử bằng Google Pay hoặc các dịch vụ thanh toán khác. Người dùng có thể sử dụng Smart Band này làm chìa khóa điện tử để mở cửa xe ô tô. Trong ngày hôm nay, Pocophone đã chính thức cho ra mắt thế hệ flagship killer thứ hai của mình với nhiều điểm nâng cấp về cấu hình cũng như là giá bán cực kỳ hấp dẫn. Điểm nổi bật nhất của Pocophone F2 Pro đó chính là màn hình điện thoại. Máy sẽ đi kèm với một màn hình AMOLED lớn 6,67 inch và không có bất kỳ điểm khuyết nào. Để làm được điều này, Poco đã sử dụng một camera selfie pop-up ở dưới thân máy như Redmi K30 Pro. Màn hình có hỗ trợ công nghệ HDR10 Plus mang tới giải động cao cho các video hay ảnh tương thích. Cùng với đó là độ sáng tối đa là 800 nits. Ngoài ra, Poco cũng sử dụng kính cường lực Corner Gorilla Glass 5 để giúp tránh chảy xước trên cả mặt trước và mặt sau của điện thoại. Về cấu hình phần cứng, máy sẽ được trang bị Snapdragon 865 với dung lượng RAM cho bản thấp nhất sẽ là 6GB và bộ nhớ trong sẽ là 128GB. Và bản cao cấp nhất sẽ có dung lượng RAM là 8GB và 256GB. Máy sẽ có cùng 4 camera sau với cảm biến chính là 64MP cùng công nghệ 4-in-1 Super Pixel, một cảm biến góc rộng 12MP, một cảm biến tele macro 5MP và một cảm biến đo chiều sâu 2MP. Dung lượng pin trên máy sẽ là 4700mAh với công suất sạc nhanh lên đến 30W. Giá bán chính thức cho phiên bản 6GB RAM và 128GB bộ nhớ trong sẽ là 12.990.000 và 14.990.000 cho bản 8GB RAM và 256GB bộ nhớ trong. Và đó là những tin tức có trong bản tin công nghệ ngày 26 tháng 5 của Điện thoại VTV. Nếu như các bạn cảm thấy thích video này thì hãy đừng quên để lại một like cũng như một share ủng hộ Điện thoại VTV tụi mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.